Chúc mừng Nụ đã hoàn thành xong cái khóa chuyên nghiệp Professional in Floral Design của chị, và cả hai cái phần mà thuộc về cái khóa thương mại đúng không? Retail Flower Design nữa. Thì hôm nay rất là vui được chào mừng em đến với một cái cuộc phỏng vấn của những học viên đã hoàn thành xong cái khóa chuyên nghiệp. Chị thì thường là sẽ có lưu lại những cái buổi phỏng vấn như thế này để cho những cái học viên tiếp theo họ biết được cái trải nghiệm của học viên cũ và cái quá trình của họ như thế nào để họ có thể là hiểu sơ về cái khóa học là một, và họ cũng có thể có thêm được cái tip của những học viên trước. Em có thể chia sẻ một chút về bản thân được không? Tên này, rồi là đang ở đâu và công việc trước đây của em là gì trước khi mà em tham gia cái khóa học của chị? Dạ, em chào chị Rô ạ, em chào mọi người ạ. Em tên là Hoàng Thị Nụ, em hiện đang sống ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây công việc của em thì em làm văn phòng bên ngành thiết kế thời trang. Dạ, cho đến tháng 2 năm 2020 thì em nghỉ sinh con. Rồi đến tháng 9 năm 2021 thì em biết đến khóa học của chị Rose và em bắt đầu tham gia khóa học. Và đến gần cuối tháng 5 vừa rồi thì em hoàn thành khóa học. Có nghĩa là chưa chưa đầy một năm đúng không? Là có khoảng tầm 8 tháng mà em đã Dạ. hết được cái khóa pro của chị này. Xong rồi lại Dạ. còn cả cái khóa retail nữa đúng không? Em học rất là nhanh luôn. Dạ. Cho chị Dạ. hỏi này, kể một chút về cái công việc trước đây của em làm thiết kế thời trang ở trong cái công ty đó thì nó như thế nào? Tại sao em lại quyết định em nghỉ? Bởi vì thường là sinh con ấy thì đôi khi mình cũng vẫn bám lấy cái công việc cũ ấy. Tại sao em lại nghỉ và em muốn chuyển hướng? Lý do là gì? Công việc cũ của em thì làm trong bọn em làm bên sản xuất ấy, nó liên quan đến sản xuất ấy. Nên là những cái form mà form rập là từ nước ngoài về, nên là bọn em chỉ có chỉnh sửa trên cái đấy thôi. Bọn em rất ít khi là sáng tạo ra những cái mới hay những cái gì đấy, chủ yếu là làm theo đơn đặt hàng của khách hàng. Ok, có nghĩa là kể cả cái bản dập là người ta cũng gửi cho mình, thế là mình đúng là mình chỉ là may thôi đúng không? Và mình chỉ chỉnh sửa, mình thêm cái độ co rút của vải vào cái rập đấy. Ok. Sau đó thì xuống xuống dưới nó có một cái bộ phận nó may. May xong thì nó gửi cho khách hàng, họ duyệt thì bắt đầu sử dụng cái bộ đấy gửi qua cho bên bộ phận sản xuất và bắt đầu họ làm. Ok. Thế thế là em làm cái công việc đấy được bao nhiêu lâu? Em bắt đầu chính thức em làm từ tháng 5 2013. Ồ, mà đến 2020 thì mới nghỉ à? Thế là, Với lại wow. là nên lúc đấy thì em chuyển về thành phố Hồ Chí Minh sống á, thì nó cũng xa so với Đồng Nai, so với việc đi lại nữa. À, cái công ty đấy là ở Đồng Nai à? Ok, Dạ vâng, rồi chị dạ. hiểu rồi. Nhưng mà tại sao em lại muốn chuyển qua hoa? Kể một chút đi, tại sao lại 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 có cái duyên đến với hoa như thế? Em thì từ lúc mà học cấp 2 á thì em thích cây cỏ lắm, em thích nhất là môn sinh học. Thì rồi cái sau này khi mà đi đi làm xong rồi có được một cái smartphone á thì cứ thích chụp mấy cái bông hoa, chụp cứ một bông vậy, rất là thích chụp hoa. Rồi có một lúc rồi có một thời điểm là em mua hoa về em cấm. Đầu tiên thì em mua một hai bông thôi, một hai bông em cấm. Sau đó thì em cắm thành một cái giỏ. Có một đợt đó là anh khai trương quán cà phê á, thì anh ấy cũng thân. Em cắm một cái giỏ hoa em tặng cho anh đấy, xong rồi cắm thêm một hộp để tặng cho sếp rồi. Rồi thêm đến lúc mà đám cưới của em cũng cắm được ít ít. Rồi có một năm á, là Tết năm 2017 á, là em mua, lúc đấy em nhớ là em mua 400.000 tiền hoa các loại, calimero, hướng dương, đồ cúc đồ về, em cắm đầy hết nhà vậy. Ok. Thế có nghĩa là thích hoa hả? Thích hoa và cũng thích kiểu DIY đúng không? Tự tự được làm những cái mà mình thích. Đúng rồi. Ok. Thế bây giờ cho chị hỏi này, thế tại sao giữa một gọi là một biển những cái người mà dạy cắm hoa ngoài kia xong rồi là những cái video ở trên YouTube rồi ví dụ như em muốn thực sự vào nghề thì em cũng có thể tìm những các cái cơ sở học ngay tại chỗ ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy tại sao em lại chọn cái khóa của chị? Có phải là do Covid không hay là do cái lý do gì mà em lại chọn khóa của chị?
Trước khi mà biết đến chị thì em cũng hay xem một số YouTuber họ làm clip về cắm hoa của anh Khánh Tường, rồi em cũng hay xem mấy cái hình ảnh của anh Trần Gia nữa. Em rất là thích phong cách của anh Trần Gia nữa. Nhưng mà đến đến một ngày em vào một cái page về hoa, xong rồi em thấy mấy cái mẫu thiết kế của chị, em nói chung là em thật sự là ấn tượng. Em thích cái cách mà chị xử lý lá lên cái khung đồ vậy, lên khung vuông vuông ngắn lá, dạ, với cái mẫu mà hình quạt á, em rất là thích. Và em tìm ở trên YouTube thì không thấy chỗ nào chỉ em làm cái mẫu đó hết. Không, gần đây thì chị cũng thấy có rất là nhiều bạn làm cái mẫu hình quạt đấy. Nhưng mà chị thì chị tạo ra cái mẫu đó và chị cũng dạy cho rất là nhiều học viên đợt mà chị đang còn ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 2017. Thế cho nhưng mà chị nghĩ là các bạn đấy cũng không có đăng ở trên YouTube hay cái gì cả. Họ chỉ có là cái ảnh sản phẩm cuối cùng thôi. Với đợt đấy cũng nó đang trong giai đoạn là lockdown ấy, không có đi được, thế thôi em bảo thôi sẽ học online, lần nào cũng tận dụng thời gian rảnh học online luôn. Ok, cho chị hỏi là thế sau khi mà em học xong cái khóa của chị thì em quyết định đi theo cái ngành hoa đúng không? Bây giờ thì em đang đi nó như thế nào? Đi tìm việc hay là em sẽ mở shop hoặc là em sẽ dự định gì trong tương lai của em? Tuần thứ cuối tuần đây, cuối tuần này là em có hẹn với một bạn chủ shop hoa, bạn cũng mới mở shop, bạn cũng mới học ra như em vậy. Có Hai chị nghĩa em là quyết định hợp tác với nhau, thì bạn bạn ấy là giống như bạn là chủ thì bạn thuê em làm, thì em cũng nghĩ là em làm em học hỏi khoảng vài năm gì đấy, khi mà em cảm thấy em đầy đủ kinh nghiệm, đầy đủ cái tự tin lẫn kinh tế, thì em muốn mở cho mình một cái shop hoa nhỏ. Rồi, rất là hay. Chị cũng hy vọng là bọn em có thể hợp tác được với nhau bởi vì là cái phần kinh nghiệm rất là quan trọng khi mà em bước ra. Như chị đây thì trước khi mà chị làm thực tế thì chị cũng phải đi làm cho các shop khác. Rồi chị làm online, chị tự làm, chị tự tạo mẫu. Nhưng trong cái thời gian này thì khi mà em làm ấy, thì cũng cố gắng là không có kiểu là theo đuổi 100% là thương mại không. Bởi vì là nếu không như thế thì nó cũng sẽ quay lại giống như thể là cái công việc trước đây của em là làm bên thiết kế thời trang. Là em cũng đi theo cái bản dập ấy, là cái mẫu có sẵn và sau đó thì em làm theo thì nó sẽ dễ làm cho mình mất cái lửa ấy. Thì cố gắng là vẫn đều đặn, ví dụ như không một tuần thì một tháng cũng phải ra được một cái mẫu riêng cho mình. Ok, bây giờ cho chị hỏi em này, trong cái khóa học bây giờ em có thể là chia sẻ lại cho những cái bạn khác là em đã tham gia khóa học rồi, em lên cái kế hoạch để học tập của em nó như thế nào mà em có thể là hoàn thành xong trong vòng đâu 8 tháng à, đúng không? 8 tháng là xong. Cái thời gian đầu á, thì em học khóa căn bản, thì lúc đấy ông bà cũng còn ở đây, nhờ ông bà giữ cháu. Nhưng mà thật sự là lúc lúc đấy vừa bới rồi vừa con, nói chung là vừa trông con rồi cơm nước cho con ngủ, tại vì ông bà thì chơi với cháu thôi. Bé nhà em mấy tuổi rồi nhỉ? Bé em hôm nay là hơn 2 tuổi rồi chị. Thì cũng không có tập trung được tốt, nói chung là với lại khóa căn bản đó, nên là em cảm thấy cái thời điểm đó là em học không có tốt, nói chung không có tập trung được. Nên là em quyết định em ngừng lại, cho đến khi bé đi học hẳn, xong bắt đầu là em tập trung em làm. Thì lúc mà em quay lại học tiếp á, thì có những em bắt đầu là xem hết tất cả các bài tập. Sau đó thì những cái mẫu mà mình cần làm khung những cái hoa cưới nâng cao, làm khung mình đồ, hoặc là cần mua những cái phụ liệu gì thì em đi mua trước hết. Sau đó thì em chuẩn bị, em dành thời gian em chuẩn bị cái khung trước, đến lúc là em mua hoa về là em chỉ cắm thôi. Với lại những cái mẫu mà chưa có cần sử dụng hoa tươi nhiều, ví dụ như những cái mẫu tiểu cảnh hoặc là cái mẫu mà cây lan làm khung kim loại, thì em làm trước cái đấy. Có nghĩa là Rồi cái lên kế hoạch của em đó là em sẽ xem hết tất cả các bài và sau đấy thì em xem là cái gì em làm được trước thì em sẽ làm trước. Sau đó thì em sẽ mua hoa một thể để em thực hành sau đúng không? Rồi, ok. Còn gì nữa còn không?
những cái mẫu hoa mà như cái mẫu bó treo nâng cao á, thì nó cái hoa nó mình phải cắt sát á, thì em mua mua một cái cây hoa về luôn, giống như là chị Rô mua vậy, mua một cái cây hoa về rồi em cứ cắt em làm từ từ, nhưng mà nó có héo thì em cũng cũng thay thế được. Ok rồi. Tức có nghĩa là thay vì là chỉ là mua hoa cắt cành thì em mua cây. Ok, rất là hay, để cho các bạn sau có thể là có được thêm một số những kinh nghiệm. Ở Việt Nam thì thực ra là có nhiều loại hoa hoặc nhiều loại lá mà chị không tìm thấy được ở trên ở chợ ấy, thì chị bắt buộc chị phải mua cây. Ok, thế cho chị hỏi là trong cái quá trình mà em học á thì em gặp những cái khó khăn gì? Mà Ngoài trong ngoài cái việc là con cái, ok, nhưng mà chị đang hỏi là cái khó khăn mà em gặp phải khi mà học online, cái chương trình của chị đó, chị cũng cần biết để chị cải thiện. Thật ra cái đấy không phải là do chương trình của chị, mà do là em tính toán sai. Nghĩa là có những khi em mua hoa hoặc là phụ liệu em không có dùng tới. Ok, mua mua nhiều quá Mua bởi vì tâm lý sợ. nhiều quá. Tâm Sợ lý cứ thiếu. sợ là sợ tới lúc mình cắm rồi quay coi không còn hoa cắm, cái cứ mua tùm lum hết. Xong rồi nó bị Ok. héo. Với lại một số cái phụ liệu em mua em cũng không có dùng đến. Những cái phụ liệu không có ở trong chương trình á mà em muốn thử đúng không? Tức là cái mẫu cái vòng hoa viếng đó chị, em hiểu sai, nghĩa là em đi đặt ở trên Shopee một cái những cái miếng xốp mà to 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 như vậy về, xong rồi em không biết là sao hết, xong rồi em làm kẽm em ghép khung lại, nhưng mà nó lại lỏng lẻo lắm, nó không có chắc, nên là Đúng cuối cùng rồi. em lại phải chạy lên chợ hoa mua một cái vòng giống như vậy để làm. Ok, rồi chị hiểu rồi. Có nghĩa là mình cứ thử trước, nhưng mà cũng không sao, đó là trong đó là những cái quá trình gọi là cần thiết. Khi mà em học ấy, thì em mới rút ra được kinh nghiệm. Ok, có còn Nhưng thêm khó khăn gì nữa không? dạ có những cái giống như là cách xử lý hoa. Có một hôm là em mua một bó mẫu đơn về, xong rồi thay vì là mình phải bó lại rồi mình để khi nào mình cắm thì mình mới gỡ cái giấy đó ra, là do không không đọc kỹ bài của chị. Thế là gỡ hết ra, thế là cuối cùng nó nở bung bét hết, cắm Rất không là kịp. buồn. Ok, đúng rồi, mẫu đơn rất là nhanh, mà nhất là thời tiết ấm nữa. Thế cho nên là ở cái thời tiết Sài Gòn thì rất là dễ, mẫu đơn nó lại sẽ nở xòe và nó rụng cánh rất là nhanh. Những cái khó khăn đấy còn gì nữa không? Dạ còn một cái mà lúc lúc mà em mới học một khóa cơ bản em gặp phải là em thấy nản lắm, nghĩa là vì lúc đấy mình không tập trung nữa, nên là cứ cắm xong rồi em gửi qua, xong rồi chị sửa, xong rồi cứ gửi qua gửi lại, xong rồi đôi khi em thấy em hoài nghi, không không biết là mình có đi sai đường không. Thực ra là như thế này này, có rất là nhiều bạn ấy khi mà tham gia vào một cái khóa học cắm hoa thì các bạn ấy muốn là ngay lập tức học xong là bạn ấy phải cắm được ra một cái mẫu giống như thương mại ở trên thị trường ngay. Thì cái khóa của chị là cái khóa mà chị sẽ áp vô hình khối. Bởi vì là nếu mà bây giờ có 100 học viên mà không dạy về hình khối, không dạy về một cái gọi là cái bản chuẩn, thì các bạn đấy chị sẽ không biết được à các bạn đấy cắm có được hay không, các bạn đấy có thể gọi là như thế nào nhỉ, điều chỉnh được các cái cành hoa của bạn hay không. Thì trong cái khóa của em thì khó nhất là cái phần chữ S này với là cái phần chữ C đúng không, đó là em phải vận dụng rất là nhiều những cái kỹ thuật mà ở bên ngoài thị trường thì không có những cái mẫu như thế. Nhưng nếu mà em đã cắm được những cái mẫu như thế này rồi thì lên những cái khóa nâng cao sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và kể cả trong cái phần gọi là em đi thi cái bằng quốc tế đi, AIFD của bên Mỹ đi, thì nó cũng sẽ yêu cầu em là phải làm một cái mẫu thác nước, ví dụ là như thế. Thì cắm thác nước là một trong những cái kiểu cắm mà khó nhất. Bây giờ thì người ta chỉ có cắm tròn, bó tròn lại thôi, thì bởi vì là nó rất là dễ, nhưng mà để cắm được một cái bó thác nước thì không dễ một chút nào. Mà nếu mà em cắm được hình chữ C hoặc cái hình chữ S thì cái kiểu thác nước nào em cũng đi được. Nó chỉ là sau đây em vận dụng được à ok cái lá, cái hoa, cái dáng nó như thế nào thì em show nó ra thì theo đúng cái gọi là cái dáng hoa nó mọc trong tự nhiên thôi. Còn hầu hết để mà em cắm chuyển hóa được thành kỹ năng thì em phải áp vô hình khối. Đó thì cái khóa của chị. Bây giờ thì em nhìn vào cái kiểu mẫu hoa nào em cũng có thể cắm được, chị tin là như thế. Còn cái việc mà em sáng tạo thì rõ ràng là cái này em phải thực hành. Chứ không thể nào mà em đi học của một người khác được. Trong cái phần sáng tạo mà em chỉ học được là à cái nguyên tắc, nguyên lý của nó và cái cách sắp xếp, cách phối màu rồi là tỷ lệ ABC như thế nào để cho nó đúng vào cái standard của quốc tế thôi.
Ok. Còn cái việc là nếu mà em muốn làm nghệ thuật thì rõ ràng là em phải đầu tư vào thực hành, vào sáng tạo rất là nhiều. Ok. Thế có những cái khó khăn như thế thì em vượt qua nó như thế nào? Thứ nhất là về hoa thì em lựa những cái loại mà nó tươi lâu, Ví à, dụ. nó tươi, như là thường hoa lan, hoa cẩm chướng, à, Ok. nó tươi lâu. Dạ. Với em lúc hôm trước trước á, thì em cứ hay kiểu cứ tiếc tiếc không mua cái bột dưỡng hoa, cứ hay pha thôi của chị, xong rồi tới lúc cứ lật đật Thế nhưng mà nó cũng khá là tiện mà, chị thấy khá là tiện mà. Còn pha. bởi vì là như thế nào nhỉ? Những các cái đấy là mình đã có sẵn ở trong nhà ấy, thì chị thấy là nó tiện hơn. Chứ mà mua bột dưỡng hoa, ví dụ như thể là em đang cắm ở nhà một bình ấy, thì rất là ok. Nhưng trước đây khi mà chị có studio ấy, thì chị có các xô mà làm sao mà làm theo kiểu là một cái gói hoa mà chỉ có 1 lít nước thì biết bao nhiêu là xô như thế, thì không thể nào mà chị sử dụng cái gói dưỡng hoa như thế được nhỉ. Thế nên là chị bắt buộc chị phải dùng cái cách của chị thì nó sẽ được nhiều và nó rẻ hơn. Cái thứ hai á, là nước hoa thì em mặc dù ở trong cái dưỡng hoa nó để là có thể để được 1 tuần, nhưng mà em thì cứ 3 ngày em thay 1 lần, cứ 3 ngày thay 1 lần. Mà nước nó có đục hay không em vẫn thay, cứ 3 ngày thay 1 lần. Rồi rồi những cái có những cái mẫu hoa nên là em cũng mua cả thêm chậu hoa. Ví dụ như có đợt ấy em đi chợ mà không mua được hoa calla á, thế là em chạy vào Đà Lạt hát pha, em mua cả cây về em để, rồi em cắt từ từ em Họ trồng. họ bán cả cây à? Dạ đúng rồi, họ bán cả cây. Thế nhưng mà sau đây thì em có trồng được không? Dạ em thấy nó đang lên, nó cũng ổn chị, mình thấy nó ít hoa hơn là lúc chăm sóc. Ok, thì tất nhiên rồi, bởi vì em cắt đi rồi mà, thì nó cũng phải cần thời dạ gian. Nhưng mà không biết là dạ calla lily thì liệu là nó có trồng được ở Việt Nam hay không, hay là hoặc là nó chỉ ra lá thôi. Nhiều loại cây nó không đậu hoa. dạ em cũng nghĩ chắc em thấy bây giờ toàn lá không còn hoa, không thấy nó lên nữa. Ok, cái loại calla lily là nó hay bị mốc không nhá, hay bị cái bệnh mốc á. Nó cần nước nhưng mà nó lại hay bị mốc, cho nên là cũng phải để cho nó khô khô một chút xong bắt đầu mới tưới thêm, chứ đừng có để cho nó ẩm ướt suốt, nó dễ bị mốc cái gốc lắm. Ok, còn gì nữa không? Em vượt qua những các cái khó khăn của em như thế nào? Chia sẻ tiếp cho mọi người. Thường thì sau những cái lần mà gọi là tốn tiền và những cái không dùng đến đó, thì em suy nghĩ kỹ và em note ra chính xác những cái em cần mua. Có thể là em sẽ mua ít hơn cả những cái đấy, nếu như mà em đi mua và em thấy nó không cần thiết lắm thì em gạch luôn, em không mua nữa. Và khi cái giai đoạn mà em bị mất động lực ấy, em cũng nói chuyện nhiều với chị, nói Tại chuyện sao em nhiều bị với mất động lực? là cái giai đoạn mà em cảm thấy cắm nó không có được như cái ý mình đi, bị sửa bài nhiều ấy. Với lại lúc đấy em nhìn ra Có bực chị cái không? Có bực chị không? Cắm như thế này rồi, đã đẹp rồi mà chị này chị vẫn không cho duyệt. Sửa đi sửa lại. cũng lúc lúc đầu thì cũng hơi 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 thấy cũng hơi hơi bực mình một tí, nhưng mà sau thì em nghĩ là cái gì cũng phải rèn luyện nhiều, càng rèn luyện nhiều thì mình mới giỏi lên được. Nên là về sau là cứ bài nào mà chị không sửa thì em lại thấy hoang mang hơn. Sao lại thế? Làm tốt rồi nhưng mà lại quen với cái thói quen là được sửa. Giờ có rất là nhiều bài em làm sau đây thì không cần phải sửa nữa, chị duyệt ngay. Và cũng có một bài chị thấy wow, rất là sáng tạo và rất là đẹp. Có nghĩa là chỉ có mỗi mình cái chân đúng không? Cái vòng tròn, cái vòng tròn rất là đẹp luôn. Tại vì là hình như là chị nghĩ là chưa ai làm cái cánh hoa hồng á mà làm xung quanh cái khung như thế. Thì đó là một trong những cái mà em bắt buộc em phải làm. Sau đấy thì em vận dụng từ từ những các ý tưởng của em để em thêm vào. Đó, thì dần dần nó mới ra được cái chất của mình. Và qua cái khóa này ấy, thì chị cũng thấy là chị nghĩ là em cần thêm một số những cái gọi là cái thực hành thêm về màu sắc. Chị thấy em nghiêng về những cái màu mà tối và những cái màu mà nó quá đậm á. Đó, thì bây giờ em cũng thử xem những cái màu mà nó tươi sáng hơn một chút. Để khi mà mình học á, thì mình có cái cơ hội để mình trải nghiệm được tất cả những cái gam màu khác nhau. Tất nhiên là khi mà em mua hoa thì cũng phải phụ thuộc vào những cái mà nó có sẵn này.
đúng không? Sau đó rồi thì khi mà em mua về thì em cũng muốn là một 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 lứa hoặc là một cái lần mà em mua thì em làm được nhiều mẫu nhất có thể. Nhưng mà trong cái khóa học thì em thấy là các cái video của chị ấy, thì chị sẽ sử dụng rất nhiều kiểu phối màu khác nhau để cho học viên người ta có thể học được, ví dụ như thế là gam màu tương đồng này, rồi là gam màu một tông này, hoặc là tương phản này, đó thì có rất là nhiều. Thì em cũng phải thử các cái đó chứ không phải là đợi đến khi mà em bắt đầu em đi làm, em đi làm thương mại hoặc là em đi học của một người khác thì bắt đầu là em mới làm. Bây giờ em đã có kiến thức rồi, nhưng mà mình có thể là thực hành và thử và vẫn có thể gửi bài cho chị nhá. Ok. Cảm ơn chị. Với là cái phần thứ hai nữa là chị thấy qua cái khóa học của em thì chị thấy là em rất là thích cái vật liệu về giấy, cái vật liệu mà cuốn giấy, cái đấy nó gọi là cái gì nhỉ? Cái đấy gọi là tranh giấy xoắn curling chị, À, curling. Keeling, Keeling đúng rồi. Cái kỹ thuật Keeling đấy thì ở trong khoa nghệ thuật không có nhiều người dùng. Thế nên là chị nghĩ là khi mà em đã bắt đầu em có được những cái mà nó lạ lạ, nó khác biệt như thế rồi, thì em có thể đào sâu vào trong cái mảng giấy Keeling trong khoa nghệ thuật. Đó là cái mà chị, ok, chị cảm thấy là những cái có thể là điểm mạnh và nó cũng là một cái điểm xuất phát khá là ok của em. Em hiểu ý chị không? Bởi vì là chị thấy là em mua những cái kéo để em cắt ra những các cái hình xoắn này. Đó là đã thấy là có sự sáng tạo trong đó. Sau đấy rồi thì là em cuốn giấy lại. Cái đó thì chị chỉ thấy trong các cái thẻ hoặc là cái thiệp đúng không? Họ làm thiệp rất là nhiều. Thế nhưng mà em làm được những cái khung như thế thì em có thể làm ra những cái khung mà để bàn này. Có nghĩa là cái giấy quilling em làm theo hình khối và bắt đầu là em cắm hoa chung với nó, thì cái đấy là chị nghĩ là em đã có đủ kiến thức để em tạo được những cái khung riêng của em rồi, nhưng mà chỉ có zoom vào, chỉ có tập trung vào cái giấy quilling này thôi để tạo ra được một cái gì mà rất là riêng cho nụ. Ok. Thì chị muốn là sau cái buổi phỏng vấn này em có thể là về nhà em lên một số những ý tưởng khác nữa, chứ không phải là chỉ là một cái bài cuối cùng của em là làm về cái mẫu sáng tạo, mà chị muốn là ok, tiếp theo em vẫn có thể là suy nghĩ đến, ví dụ như cái giấy quilling thì em đang làm cái bài cuối cùng của em là rất nhiều màu đúng không? Thì bây giờ em làm giảm xuống, ví dụ như một màu, hai màu, ba màu chẳng hạn. Đó, nhưng mà mình làm những cái khung khác nhau rồi mình thay thế hoa khác nhau để tạo ra được một cái bộ sưu tập hoặc là một cái catalog gì đó, chị không biết, nhưng mà chị thấy cái đấy nó rất là khác biệt và em có thể bắt đầu làm những cái thứ như thế bên cạnh cái việc là em sẽ đi làm, đi học và em làm thương mại để em kiếm được cái thu nhập của em đúng không? Đó thì bắt buộc khi mà em làm bất kỳ một cái ngành nghề nào thì em phải có định hướng, thì chị hy vọng là cái khóa này là một cái khóa gọi là giúp cho em có được cái nền tảng vững chắc về cả nghệ thuật lẫn cái việc em sáng tạo ra. Nhưng mà em cũng phải định hướng được à cái bước tiếp theo của em là cái gì, đúng không? Chứ còn nếu mà bây giờ em học xong thì em cũng chỉ muốn là ok, có một cái kỹ năng cơ bản để cắm hoa, sau đó rồi thì em đi làm và cứ ngày này qua ngày kia thì nó cũng sẽ không có một cái sự khác biệt lắm trong cái cuộc sống của em, hoặc là trong cái thỏa mãn cái cảm xúc của em, đúng không? Bởi vì là mình đã, nếu mà mình vẫn làm cái mà mình đang làm và lặp đi lặp lại thì mình thà mình làm cái công việc trước còn hơn, ở công ty lớn còn hơn, để đỡ phải lo về cái việc là họ có tiền họ trả lương cho mình hay không, đúng không? Thế cho nên là trong cái công việc tới chị hy vọng là em sẽ có một cái định hướng rõ ràng hơn. Ok rồi, dự định thì là cũng biết rồi đúng không? Bây giờ cho chị hỏi thêm một chút này, trong cái thời gian mà em đi học ấy, thì gia đình em có ủng hộ em không? Mà gia đình em thì chồng em là người ủng hộ nhất. Chồng em làm nghề gì? Chồng em cũng làm bên thương mại thôi. Ok. Thế là hai vợ chồng có một đứa bé 2 tuổi. Đúng không? Bây giờ thì cho đi học rồi. Thế là bây giờ mẹ nụ có nhiều thời gian hơn. Ok. Rồi thế còn bố mẹ em thì làm sao? Bố mẹ em rồi bố mẹ chồng, mọi người có ủng hộ không? Bố mẹ chồng em thì không không có ý kiến về công việc của em, nhưng mà có lẽ là lúc đầu cũng cũng không có đồng ý, tại vì giống như đang bỏ cái công việc ngang làm mà lương nó cũng khá ổn để đi theo một cái mới. Như thường thì người lớn tuổi họ mong muốn cái sự ổn định, Đúng rồi. họ chỉ sợ là mình rơi vào cái sự bất ổn định thì mình bấp bênh rồi ảnh hưởng đến con cái.
Ok, có nghĩa là cuối tuần này thì bắt đầu là em sẽ tham gia một cái sẽ đến gặp cái người đối tác của em đúng không? Để chuẩn bị làm việc. Ok, có gì update cho chị nhé, để chị xem tình hình như thế nào. Ok, để chị hỏi tiếp nữa đó là em có cần hỗ trợ gì từ chị nữa không? Nếu mà có những lúc mà em cảm thấy em bị mất động lực thì em Ok, tất nhiên. cho Chị nghĩ là chị cũng không phải là cái người mà suốt ngày gọi là như nào nhỉ, trao động lực cho người khác được. Bởi vì là gọi là như thế nào nhỉ, động lực nó đến từ bên trong đúng không? Thế cho nên là em cũng phải xác định rõ cái con đường của em và cho nó thời gian á. Cho nó thời gian, và mỗi một lần mà ví dụ như mình mất động lực ấy, tất nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có cái lúc như thế, chị cũng sẽ có cái lúc như thế, down mood ấy. Thì mình ngồi xuống mình suy nghĩ lại là à, cái thời điểm ban đầu á, khi mà mình quyết định mình bỏ cái công việc cũ, mình đi theo cái con đường này, thì lúc đó là mình đang hào hứng và mình đang kiểu là muốn muốn làm được cái gì đó đúng không? Thì đó là cái thời điểm mà luôn luôn em quay lại tại sao em lại đi theo cái con đường này, thì để em lấy lại được cái động lực cho bản thân. Thì tất nhiên là em muốn chia sẻ thì vẫn cứ nhắn cho chị thôi, chị vẫn ở đây. Thì vẫn sẵn sàng nghe em. Thế nhưng mà chị nghĩ là cái việc là khi mà mình càng mất động lực thì mình lại càng phải bám lấy cái kế hoạch á, xong rồi mình vẫn phải làm nó và làm nó thật tốt. Thì bây giờ chị nghĩ là trong cái giai đoạn của em đây thì quan trọng nhất là cái việc tìm được một cái partner và làm việc được với họ lâu dài để có được một cái nguồn thu nhập ổn định, tuy là ít cũng được, không sao. Cái thời điểm ban đầu nó nuôi được mình, nó nuôi được cái gọi là cái gì nhỉ, cái chi phí để mình làm hoa là ok. Ví dụ mỗi tháng ra được một một hai mẫu mới, sau đó thì mình ép vào trong cái portfolio của mình đó, thì chị thấy là như thế là rất là ok. Cái việc là em tự học nó rất là quan trọng trong cái việc là em cứ đi ra ngoài để em bắt đầu là em mua những khóa học khác. Đó là chị nói thật. Và bởi vì là tất cả những cái mà chị học á, thì thường là chị đã có cái nền tảng rồi, thì bắt đầu là chị sẽ mua sách này, rồi chị sẽ bắt đầu suy nghĩ ra mua nguyên liệu, bỏ cái tiền đó ra mua nguyên liệu về tự thực hành. Thực hành sai cũng được, nhưng đó là cái của mình. Đó. Chứ mình không đi học, không không đi theo một cái kỹ thuật, một cái ABC nào của người khác nữa. Mà bây giờ là mình chỉ tự mày mò ra cái kỹ thuật cho riêng mình thôi. Mỗi một cái nhà thiết kế, một cái designer họ phải có một cái kỹ thuật riêng hoặc là có một cái kiểu riêng. Ví dụ như như em đi thì chị nghĩ là cái giấy acrylic đấy sẽ rất là ok với em. Hoặc là em tìm một cái nguyên liệu, cái vật liệu nào đó mà nói lên cái tên tuổi của em dần dần trong tương lai. Ok, chứ còn thực ra là bây giờ em cũng mới có một hai mẫu về cái giấy acrylic đấy đúng không? Thì nó cũng chưa đủ, thì em phải làm 10 mẫu, 20 mẫu, thậm chí là hơn nữa. Ok, bởi vì là mình cứ làm đi làm lại một cái gì đó thì người ta sẽ biết là à, mình thực sự là đầu tư cái thời gian, cái chất xám của mình vào trong cái lĩnh vực đấy. Ngoài ra thì em cần sự hỗ trợ nào của gia đình, bạn bè nữa? Gia đình thì em nghĩ là mọi người đã hỗ trợ em rất là nhiều từ tinh thần đến tài chính để cho Ok. em quá trình học tập của em nó suôn sẻ. Ok. Em cảm nhận như thế nào khi mà em nhận được cái bằng của chị? Dạ em cái lúc mà em mới học á, em nhìn vào em thấy wow, tới ba mươi mấy 40 mẫu không biết là mình làm đến khi nào xong. Xong rồi. Nhưng mà chị thấy là em trả bài liên tục và chị kêu em sửa bài, thế là em cũng sửa, em làm theo rất là ok. Chị thấy rất là kiểu tích cực. Hiểu. Em Nhưng cũng xong cứ cố xong rồi sao? Xong rồi sao khi mà gắng. nhận được cái bằng? Cũng cũng thấy vui lắm, nghĩa là lâu rồi mình không có một cái thành tích gì hết. Ok. À, cho chị hỏi thêm cái khóa học Organic Lead của chị nữa. Sau khi mà em học xong thì em cảm thấy như thế nào? Chị cũng muốn nghe thêm cái feedback của em. Cái khóa học đây mình học cũng như tháng 9 hay tháng 10 ấy nhỉ chị, cũng hơi lâu lâu rồi. Em thì có ghi chép lại nhưng mà em cũng quên đi khá khá, nhưng mà em nghĩ là trong cái khóa học đấy em cũng tích lũy được nhiều cái để sau này để tạo thành giống như là 500 để thu hút khách hàng.
Ok. Em nghĩ là khi em đi làm thì em sẽ bắt đầu ứng xem lại cái phần đấy và ứng dụng cái đấy. Ok. Dạ. Nhưng mà nó có ích cho em. Ok, rồi. Dạ. Bởi vì là cái lúc mà em học thì em cũng đang mới đúng không? Em chưa vào nghề hoặc là em cũng chưa định hình được nhiều. Thường thì chị khuyên mọi người nên học trước khi mà bắt đầu kinh doanh. Bởi vì là nhiều khi em có thể làm online được nhưng mà rất nhiều người lại cứ muốn là phải mở shop ngay thì bắt đầu là họ luôn luôn suy nghĩ đến cái việc là phải đầu tư trả tiền cho những cái mà nó không cần thiết trước. Xong rồi cuối cùng thì họ họ mất quá nhiều chi phí và lúc đó thì họ xoay sở sẽ phức tạp hơn. Mà cái việc là thất bại khi mà mình bỏ quá nhiều tiền ấy, thì sẽ tạo ra cái cảm giác là mình bị sợ, mình không muốn tiếp nữa, mình lại chuyển sang một cái nơi một cái lĩnh vực khác để mình làm hoặc mình đi làm thuê lại hoặc là như thế nào đó. Thì nói chung là nó cũng mất rất nhiều thời gian và cái nguồn lực của mình ấy. Thế nên là chị không muốn, chị nghĩ là các bạn nên tham gia cái khóa Organic đấy để hiểu được cái ngành nhiều hơn, kỹ hơn trước khi mà bỏ tiền ra để đầu tư. Ok rồi, ngoài ra thì để trong tương lai thì em muốn mọi người hỗ trợ thêm cái gì nữa không? Và chị thì em muốn ví dụ như có những cái kỹ thuật mới em có thể hỏi chị thêm Ok những thì cái chị sẵn sàng thôi. Tại vì là chị học đó cũng là cái cách chị học, học viên gửi bài sau đó thì chị sẽ nhìn thấy ô những cái này rất là mới thì mình cũng có thêm kiến thức. Đấy là học hai chiều chứ cũng không phải là mình em học không, đó là chị là cái người sửa bài, thế nên là nhiều người cứ gọi chị là cô giáo chị cũng không thích lắm. Chị thích là cái người đồng hành hơn. Về gia đình thì em cũng mong là gia đình em tiếp tục hỗ trợ em trong thời gian khi em mới đi làm thì phải bỏ nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc hơn. Ok. Còn còn bạn bè thì em mong là nếu mà mọi người có dịp nào mua hoa hay gì đấy thì đừng quên em. Ok, rồi. Nếu mà em có những cái mẫu hoa rõ ràng, giá chính sách đổi trả ABC thì mọi người sẽ rất là dễ để ủng hộ em. Còn nếu mà bây giờ chỉ nói là ô nụ làm hoa thì mọi người cần hoa mọi người nhắn cho nụ thì rất là khó. Thì em phải đến gần, em phải tiếp xúc với họ nhiều hơn bằng cái cách là em tạo ra những cái mẫu hoa riêng và sau đó thì em có rất là rõ ràng chi tiết, giống như thể là mình đi mua một cái sản phẩm nào đấy ở bên ngoài thị trường thì cũng phải có những cái miêu tả ABC các thứ cam kết đúng không, chứ không phải là gia đình bạn bè thì là mình làm qua loa hoặc là họ tin mình xong rồi các thứ thì cái đó không được, mình xây dựng tất cả mọi thứ đều nó cũng phải rõ ràng đúng không, thì như thế là kinh doanh nó mới lâu dài được đấy. Ok, kể cả là em đi làm cùng với partner tiếp theo của em cũng thế, đối với một số những các cái vấn đề mà trong cái việc là em đã học qua Organic Lead rồi thì em cũng có thể khuyên bạn nên làm theo cái hướng ABC như thế nào. Còn nếu không thì em sẽ nhìn thấy là bạn cũng sẽ lao đao khi mà operate một cái shop hoa khi mà bạn cũng mới học cắm hoa ra đúng không? Đó. Thế nên là mình cũng phải biết được cái hướng mình đi tiếp theo ra sao để cho nó đúng ngay từ đầu. Ok, rồi lời cuối thì em có muốn gửi lời cảm ơn gì đó đến gia đình của em hay không? Gia đình này, rồi chồng này, con của mình. Em cảm ơn chồng em vì cảm ơn anh vì luôn ủng hộ và động viên em. Còn cảm ơn mẹ và em gái thì lúc đầu thì cũng phản đối, nghĩa là cũng cũng sợ em rơi vào cái vòng bất ổn định. Nhưng mà sau đó thì cũng âm thầm hỗ trợ em rất là nhiều. Ok, wow, xúc động kìa. Ok, xông lên, không có gì hết. Chị cũng hy vọng là cái buổi phỏng vấn này ấy, sẽ là một trong những cột mốc để sau đây nụ 3 năm, 5 năm sau, 10 năm sau nhìn lại rồi mình cũng có một cái khởi đầu ABC như thế. Và chị tin là em sẽ làm được thôi, bởi vì là cho dù là chị cũng dập em tả tơi. Chị nói thật là chị cũng rất là khó. Và chị nhìn thấy là những cái bài đầu tiên của em làm không được đúng theo yêu cầu đúng không, thì chị phải sửa, chị là cái người hướng dẫn thì chị phải sửa cho em, và chị rõ ràng là chị không thể nào mà chị nói dối được. Ví dụ như thể là nhiều khi mình lên một cái group đi, mình muốn một cái tâm lý là tích cực, mình nhìn thấy một cái mẫu hoa mà nó không được đẹp mắt nhưng mà mình vẫn nói ok cái mẫu hoa này khá là xinh, màu sắc ABC, mình vẫn nhìn ra được những cái mà nó tích cực để mình khen họ đúng không ạ.
Bởi vì là họ cũng đã bỏ hết tâm sức ra để họ mua hoa, họ làm hoa, thì ok mình khen họ để họ cảm thấy ok vui trong cái ngày của họ thôi, đúng không? Khi mà mình lên trên các cái trang mạng xã hội thì mình cũng kiểu gọi là tiết chế một chút. Đó, chứ bởi vì là họ cũng đâu có học của mình, với hơn nữa là họ cũng không có hỏi ý kiến của mình, thế cho nên là mình cũng không có phải là tìm ra cái lỗi sai cái ABC các thứ của họ. Thế nhưng mà đối với học viên của chị thì nó lại khác. Học viên của chị thì kết quả của họ sẽ đánh giá cái quá trình học đối với chị, hoặc là quá trình học cái khóa học của chị. Thế cho nên là chị sẽ không phải là chị chê nhiều hơn, nhưng mà chị sẽ muốn chỉ ra những cái lỗi sai hoặc là cái lỗi mà em cần cải thiện trong tương lai để em có thể làm tốt hơn cho em. Đó. Thế cho nên là nếu mà em không bị chị dập gọi là không bị nản, bởi vì có rất nhiều học viên như thế, có nhiều người còn không qua được cái khóa cơ bản. Bởi vì là chỉ có một vài mẫu đầu tiên mà các bạn ấy không qua được là các bạn ấy nản, các bạn ấy không muốn học tiếp. Và sau đó thì các bạn ấy bỏ bẵng luôn cả một cái khóa như thế, thì chị thấy rất là tiếc. Nhưng mà chị phải khó ngay từ đầu, bởi vì nếu không thì những cái bài tiếp theo các bạn ấy cũng sẽ mắc phải cái lỗi tương tự. Thì chị không muốn là ok học viên trung cấp hoặc là học viên nâng cao lại đi mắc những cái lỗi cơ bản nữa. Thế cho nên là ngay từ cái khóa cơ bản là như theo kiểu là cắt đuôi con nòng nọc đấy. Là đã học đến cái bài nào là phải hoàn chỉnh cái bài đó thì bắt đầu em mới lên nâng cấp lên được. Ok, thì chị hy vọng là em đã làm được cái khóa đầu tiên này rồi. Nó là một trong những cột mốc của em đối với cái lĩnh vực văn nghệ thuật. Thì em cũng sẽ làm được những cái bước tiếp theo. Còn nếu mà mình cố gắng lắm mà mình vẫn không làm được thì ok, lúc đó mình cũng cảm thấy là không nuối tiếc, đúng không? Thế nhưng mà mình đã cố gắng hết sức rồi mà mình vẫn không có duyên hoặc là không có hợp với cái nghề này, mình đi tìm một cái nghề khác thì ok. Lúc đó mình cũng không là ồ sau đây 5 năm, 10 năm Lụ lại nói là nhẽ ra em nên. Không còn cái câu đó nữa. Ok, nhưng tất nhiên là chị cũng hy vọng là khi mà em chuyển hướng sau đó thì em làm một cái ngành mà em yêu thích này, rồi em cũng đã đầu tư em học tập một cách nghiêm túc, thì em cũng bám lên nó, cho nó thời gian 5 năm, 3 năm, 5 năm gì đó để xem là mình có thực sự là hợp với cái ngành nghề của mình hay không, chứ đừng có bỏ dở giữa chừng. Ok, em có thể đi làm một cái việc khác, nhưng mà đối với cái việc mà em quyết định là em đã dấn thân vào rồi thì em cũng phải đầu tư cho nó một cái thời gian nhất định. Ok, rồi rất là vui khi mà em tham gia cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chúc em thành công trong tương lai và có gì thì update cho chị nhé. Cảm ơn Rồi, chị. cảm ơn em. Ok, chào mọi người tí nhỉ. Bye bye. Chào chị.